chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến một vùng đất khác, đô thành Kati La Vệ, vương quốc của dòng họ Sakya hùng cường và giàu có một thời, nơi mà thái tử Siddhartha đã sống êm đềm trong suốt 29 năm nhung lụa. Cũng như mọi nẻo đường đất Ấn mà đoàn có dịp đi qua, nhà cửa và những con đường nơi đây cứ như tồn tại trong sự âm thầm, cô đơn và lặng lẽ. Đô thành ngày ấy với đời sống thị dân quả thật trù phú và nhộn nhịp, vậy mà nay sơ sát và nghèo nàn. Có lẽ hàng ngàn năm qua, sau lần tàn sát bộ tộc Sakya bởi đoàn quân thiện chiến Vidudaba, thời hoàng kim của Kati La Vệ đã hết và đời sống người dân nơi đây từ đó rơi vào thảm cảnh đói nghèo. Những căn hộ nhỏ bé và cũ kỹ với một đời sống lam lũ bần hàn, tất cả đã ít nhiều phản ánh trung thành thực trạng đen tối ấy. Đây là dấu vết còn lại của thành Kati La Vệ khi xưa. Về nguyên nhân vì sao lại có tên gọi ấy thì theo truyền sử cho rằng thì tổ phái Số Luận là tiên nhân Kati La do ở xứ này nên người ta lấy tên ông đặt cho tên nước. Song thuyết khác lại nói ngày trước Kati La Vệ vốn là một khu rừng hoang, từ lâu vắng bóng người qua lại. Một thuở có vị thánh giả Kapin Kutama đã khuyên thái tử Ikshvaku đến đó sinh sống và lập nghiệp. Trải qua thời gian dài, thái tử Ikshvaku đã được người ta biết đến với cái tên Sakya và đã nghiễm nhiên trở thành Sakya Gautama. Người ta bèn lấy tên này đặt thành tên nước. Kati La Vệ vì thế được mọi người nhắc đến từ dạo ấy. Chính tại kinh thành này, thái tử Siddhartha thuộc dòng tộc tôn quý Sakya đã xuất thân, mà sau này trở thành một bậc vĩ nhân tối thượng. Là lần đầu đến thăm Kati La Vệ, sẽ phải ra đi trong chốc lát. Vậy mà chúng tôi cảm nghe nơi đây những dấu ấn thời gian như vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn những bờ tường đổ nát, những nền gạch cũ rêu phong, ai lại không chạnh lòng tiếc nuối buồn thương cho một thời vàng son đã hết. Đâu là cửa thành phía tây khi xưa, nơi mà thái tử đã chứng kiến sự giả tạm, mong manh của kiếp người khi nhìn thấy một tử thi nằm yên trên đường phố. Đâu là cửa thành phía đông khi ngài đã trực tiếp mục kích một người tóc bạc, da nhăn, đang lê những bước chân dài mệt mỏi. Tất cả đều lặng im, khoảng vắng cô liêu đang bao trùm vạn vật. Chỉ còn lối cũ thành xưa sót lại và những tiếng gió vi vu từng hồi thổi tới như tiếng của người xưa từ quá khứ vọng về. Đây là hai ngôi mộ còn lại của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Người ta vẫn bảo tồn và gìn giữ cho tới ngày nay, dù thời gian đã lặng lẽ đi qua từ bao thế kỷ. Lặng nhìn một đô thành hoang tàn phế tích, thầm xót xa cho một thủa phồn hoa.